Hello, xin chào quý vị. Hôm nay một ngày đẹp trời Sài Gòn. Chị Lý Hiền của Lý Hương từ Nha Trang bay qua Sài Gòn. Lý Hương với lại Lý Hiền tiếp tục đi ăn những cái quán ăn mà lâu đời nổi tiếng ở Sài Gòn để giới thiệu cho cả nhà ha. Và hôm nay thì hai chị em quyết định đi ăn bún cá Năm Lợi ở đường Tôn Đức Tạm. Đây là một quán khá là nổi tiếng với dân Sài Gòn ha. Bây giờ chúng ta đang đi vô khu vực đường Hồ Tùng Mậu. Chúng ta sẽ đi xuống tới khu vực chợ Bến Thành ha. Và đây là một trình metro này. Tại là vẫn rào lại ha, ở khu vực bên trong. Ngay đây là góc đường Phó Đức Chính đây cả nhà. Chúng ta sẽ đi qua đường gì nhỉ? Hàm Nghi luôn. Đi qua khu vực đường Hàm Nghi luôn. Ở bên đây là công ty vận tải đường sắt Sài Gòn ha. Trạm xăng dầu số 40. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng qua đường Hàm Nghi luôn nha. Đây cả nhà. Quận 1, chỗ mà đón tiếp những cái chuyến xe buýt nè cả nhà. Chúng ta cứ đi thẳng đường Hàm Nghi thôi nha Lý Hiền, sau đó chúng ta sẽ rẽ phải qua đường Tôn Đức Tạm là xong. Đèn đỏ rồi chúng ta sẽ dừng đây cho cả nhà nhìn ngắm tòa nhà sang ha, một tòa nhà rất là nổi tiếng của Sài Gòn Vitexco. Đố Lý Hiền tòa nhà này mấy tầng? 68 tầng. Chắc không? 68 tầng nha quý vị. Có sân đá trực thăng. Hôm bữa thì Lý Hương với Lý Hiền có đi qua Thái Lan, có một tòa nhà cao nhất của Thái Lan á, tên gì Lý Hiền nhớ không? Hả? Bay gì? Bayoke. Tòa đó bao nhiêu tầng? Như 74 ạ. Phải không? Nhớ có 74 tầng mà. 74 là tầng quốc gia rồi. Rồi đi. Nhưng mà cái tòa đó về kiến trúc thì thua xa, không đẹp bằng đâu. Nam Kỳ cái nghĩa đi thẳng luôn Lý Hiền ơi, đi thẳng luôn. Còn lâu quá. Lâu quá. Tòa nhà kiến trúc của bên Thái Lan á, tòa này thật sự mình hãnh diện với đi Vitexco mình, nhưng mà làm sao nó xung quanh tòa Vitexco đừng có để những cái công trình mà cao tầng nữa. Đây tôi tất đặt này. Chúng ta sẽ rẽ phải vô nha quý vị. Vitexco. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến số 43 tìm hủ tiếu cá. 47 rồi. Đây. Wow wow. Đấy rồi quý vị ạ. Xin mời cả nhà vô ăn nha. Đây là đường Tôn Thức Tạm quý vị ơi. Có rất là nhiều xe ô tô. Khá là mát. Đường rợp bóng me luôn.
Bây giờ chúng ta sẽ vô số 43 Tôn Thất Đạm, quán Năm Lợi, hủ tiếu mì cá gà. Quán khá đông ha. Con chỗ ngồi không anh? Đợi tí thì thưa các bạn. Đông quá hả? Đông quá. Quán khá đông hả quý vị? Phải chờ à, thì nãy cái bên Lý Hương có một cái anh đến từ Đà Nẵng. Anh nói là khi nào vô Sài Gòn cũng ghé quán để ăn. Bây giờ thì phải chờ. Bánh mì không có giá anh ơi. Anh lấy thì lấy trên thôi. Đây cả nhà, đây là quán Năm Lợi ha. Sáng là hủ tiếu, mì, gà xé, cá lóc. Đặc biệt là bánh pate. Như bánh bên đây vậy. Ở đây thì buổi chiều là khoảng từ 13 cho đến 18 giờ ha. Buổi sáng là từ sáng cho đến khoảng chắc trưa 11 giờ lại. Hello, xin chào cả quý vị khán giả. Hôm nay thì thường Lý Hiền rất là vui được gặp lại quý vị khán giả. Lâu lâu mới về Sài Gòn đi ăn với Lý Hương. Thế hôm nay thì ngày cuối tuần nên là hai chị em đi ăn tiếp cá Năm Lợi. Yeah. Đợi nãy giờ mấy tiếng nha? Chắc được nửa tiếng rồi đó. Quán khá đông ha quý vị. Rồi bây giờ để coi chị Lý Hiền nếm thử coi. Cái tô hủ tiếu cá này thì nhìn nó cũng nhỏ nhỏ thôi ha. Nó bằng cỡ hai gang tay thôi. Cái cọng hủ tiếu thì nó to. Ờ. Nó giá. Cá, chắc cá. Rồi ăn thử coi. Nhìn cái màu thì cũng không bắt mắt lắm đâu. Nó nhỏ nhỏ như thế này nè. Nó trắng trắng như thế này nè. Có hành với lại tép mỡ ha. Cá với lại cái cọng bún này nó màu trắng á, nên nó không có nổi bật lắm. Nhưng mà để Lý Hương thử cái phần nước coi. Rồi Lý Hương ăn thử coi. Nước thì gồm vừa ăn là tay thì coi Lý Hương nêm thêm miếng nước mắm không sao cũng được. Cái nước khá là ngọt ha. Đúng rồi, rất là ngon. Cái nước riêng mình thì thấy là rất là vừa rồi. Ở phía bên đây có cái bánh gì nè. Bánh này cái bánh này giống dạng như bánh nướng á. Mà nó kêu là cái bánh pate chao gì đây. Rồi, xin mời cả nhà nha. Ăn cùng với Lý Hương. Wow. Gớp cá. Gớp gục cá đúng không? Hôm nay không có đem cái đế để dựng cái máy gimbal. Nên là giờ tôi Lý Hương quay Lý Hiền xong Lý Hiền quay Lý Hương chọc thèm mọi người ha. Giờ là gần tới trưa là ăn sáng gần tới giờ. Mình đi từ khoảng 9 giờ gần 10 giờ đó. Quán này thì bán 2 ca buổi sáng và buổi tối. Ồ buổi sáng buổi trưa chứ nhỉ? Chiều. Từ đây 2 giờ đến 8 giờ. 1 giờ trưa cho đến khoảng 6 giờ chiều ha. Quán khá đông. Trong cái phần nêm nếm ở đây thì có tiêu, có thể nêm tiêu cho nó thôi. Ở đây thì có gì
với lại xì dầu. Riêng Lý Hương thấy thì cái phần này là nó vừa đối với vị của mình nè, không cần thêm gì hết. Có ăn thêm ớt không Lý Hương? Lý Hương ăn cay á. Bây giờ tập ăn ít cay. Sao vậy thì Lý Hương thích ăn cay mà. Hôm nay tập ăn ít cay rồi. Tại vì á, mình ăn cay á để ăn nhiều đó. Xong rồi ăn được nhiều món thì giờ hạ đô luôn. Ủa cái lý do mà nó sao nhỉ? Nó đâu có liên quan nữa. Thôi kệ, nói chung là tập để cho hiền dịu xuống. Nói chung á, khá là ngon. Có điều là phải đợi hơi bị lâu. Lúc đông hơn vậy, lúc sau lúc hơn lúc đông. Trung bình là cũng khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng. Hồi nãy cái bên Lý Hương là có một anh đến từ Đà Nẵng. Anh nói là mỗi lần mà về Sài Gòn á, mà công tác á, là phải ghé ở đây ăn. Mà ăn là phải đợi. Anh nãy anh dù đợi cho là anh đợi 1 tiếng, mà anh cũng đợi. Nên là mọi người mà có đến đây thì cũng hơi kiên nhẫn chút nha. Nhưng mà chắc có lẽ là cái việc mà mình đói á, nên mình ăn nó sẽ ngon hơn. Đấy. Và ngày hôm nay Lý Hương với lại Lý Hiền đi ăn hủ tiếu cá Nam Lợi. Giới thiệu với cả nhà thêm một quán. Đây là quán của người Hoa, khá là lâu đời rồi. À, nó nằm trên đường Tôn Thất Đạm số 43. Đó. Và Lý Hương rất vui khi mà giới thiệu với cả nhà hủ tiếu cá Nam Lợi ha. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Hãy nhấn like nếu thích nhé. Và đừng quên subscribe kênh để nhận được những video mới nhất từ Lý Hương. Bye bye quý vị. Bye bye.